Quảng Ngãi được mùa vụ lúa hè thu. Mặc dù trong vụ có khô hạn cục bộ và đến kỳ thu hoạch có mưa dông làm lúa ngã đổ, nhưng nhờ sự linh hoạt trong việc thực hiện lịch thời vụ và điều tiết nước tưới hợp lý, nên vụ hè thu năm nay tiếp tục được mùa, năng suất bình quân đạt gần 59 tạ một hecta. Cánh đồng thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, lúa chín có màu vàng sáng và bông dài, cho thấy vụ hè thu được mùa. Nông dân phấn khởi thu hoạch. Nói chung là một sào thì là được 8 bao, 9 bao. Đó. Nên là năm nay nói chung là ở đây gặt và thu hoạch thì nó có phần đạt hơn. Không chỉ ở huyện Mộ Đức mà hầu như tất cả các huyện trong tỉnh, vụ hè thu năm nay đều được mùa lúa. Năng suất của vụ hè thu năm 2023 là đạt là 62,4 tạ trên hecta. Cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 2 tạ trên hecta. Vụ hè thu, toàn tỉnh xuống giống hơn 34.900 hecta lúa. Rút kinh nghiệm từ các vụ hè thu trước, trên cơ sở lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, các huyện miền núi và các địa phương có diện tích sử dụng nguồn nước tưới từ các hồ đã di dịch lịch thời vụ mà vẫn đảm bảo trục lúa rổ. Trong thời điểm khô hạn, công ty khai thác công trình thủy lợi đã nỗ lực trong việc điều tiết nước chống hạn cho lúa. Trong thời điểm sắp thu hoạch, mặc dù hàng ngàn hecta lúa bị ngã đổ do mưa dông, nhưng bà con đã thu hoạch nhanh chóng, hạn chế thiệt hại. Vụ hè thu năm nay là một trong những cái vụ hè thu là được mùa so với hè thu năm 2022, với cái năng suất là cao hơn là vụ hè thu năm 2022 cứ khoảng 2 tạ trên hecta. Đó là trên cái địa bàn toàn tỉnh, và cá biệt một số huyện như Mộ Đức, như Nghĩa Hành, như Tư Nghĩa, một số cái diện tích là năng suất rất cao, khoảng 67-68 tạ trên hecta. Được mùa lúa hè thu góp phần để Quảng Ngãi hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực năm 2023 và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.